Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng Nai Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Chúc quý vị và các bạn một tuần mới làm việc hiệu quả. Chương trình sáng nay thứ hai ngày 30 tháng 5 năm 2022 sẽ có các nội dung đáng chú ý như: Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân, nhiều vấn đề nóng được đưa ra tháo gỡ; phân bổ không kịp thời, giải ngân vốn đầu tư công chậm; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cùng những thông tin quan trọng khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Như đã thông tin hôm qua, tại tỉnh Sơn La đã diễn ra hội nghị trực tuyến Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam. Đây là lần thứ tư hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân được tổ chức và là hội nghị đầu tiên trong nhiệm kỳ chính phủ mới. Hội nghị do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức và Báo Nông thôn Ngày Nay, báo điện tử Dân Việt là đơn vị thực hiện. Tham dự hội nghị có hơn 300 đại biểu có mặt trực tiếp tại trung tâm hội nghị tỉnh Sơn La, trong đó có hơn 200 nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 10,2 triệu hộ hội viên hội nông dân cả nước, 29 nông dân tiêu biểu trực tiếp đặt câu hỏi và đối thoại với Thủ tướng. Tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Phi. Trong 3 lần đối thoại ở các năm trước, chỉ có nông dân đối thoại với Thủ tướng Chính phủ. Điểm mới của hội nghị đối thoại lần này đó là đối thoại đa chiều. Cụ thể, cùng với nông dân tiêu biểu xuất sắc còn có các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về tam nông và các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp tham gia đối thoại với người đứng đầu chính phủ. Do vậy, sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại buổi đối thoại, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành đã trực tiếp giải đáp những câu hỏi mà nông dân đặt ra tại hội nghị. Tại buổi hội nghị ngày hôm nay thì tôi xin được hỏi Thủ tướng hai vấn đề như sau ạ. Thứ nhất là sản xuất nông nghiệp của chúng ta thì hiện tại vẫn đang là sản xuất ở dưới dạng thô. Các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu cũng đa phần là dưới dạng thô, chưa có chế biến sâu nên là giá trị thu về còn thấp. Tại buổi hội nghị này thì tôi xin hỏi Thủ tướng là chính phủ có giải pháp gì để hỗ trợ về chế biến sâu cho nông nghiệp trong thời gian tới ạ? Câu hỏi thứ hai tôi muốn hỏi với Thủ tướng là chính phủ sẽ có chính sách gì để hỗ trợ các hợp tác xã, các doanh nghiệp siêu nhỏ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc phát triển và duy trì nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới? Cái chế biến thì đúng là chúng ta nền nông nghiệp chúng ta quản thô, nhưng mà tôi thấy rằng nguyên cái gian hàng ô cốp mà chúng ta hồi tối nữa chúng ta đi, chúng ta thấy rõ ràng đã bắt đầu chuyển qua chế biến rất là nhiều rồi. Tất nhiên còn nhiều vấn đề để chúng ta bàn, nhưng mà ở đây tôi cũng hay gặp phải câu hỏi này, không có thời gian trả lời, nhưng mà tôi chỉ trả lời với các doanh nghiệp và các bà con nông dân: chúng ta hãy bắt đầu từ ý tưởng và chúng ta làm. Có thể Bộ trưởng Nông nghiệp sẽ sẵn sàng tiếp chị Nguyễn Thị Tâm tại ngay bộ để chúng ta bàn tiếp ý tưởng là bây giờ bắt đầu từ đâu để mà chúng ta có một cái doanh nghiệp để mà chúng ta chế biến nông sản. Chính phủ cũng trình nhiều cái chính sách, tôi nói ví dụ như là chính sách liên quan đến tiền tệ thì chúng ta giảm lãi suất, giữ cái ổn định tỷ giá này, rồi làm cho giảm cái dự trữ bắt buộc cho ngân hàng để ngân hàng có cái sức để mà hỗ trợ người dân. Thì đấy là chính sách tiền tệ là làm những cái việc như thế. Vừa qua đó anh Tú sẽ kể lại những cái mà cái chính sách cụ thể đã được phát hành, đã được ban hành. Thì cái thứ hai là chính sách tài khoá của Bộ Tài chính thì bao gồm thuế này, chúng ta có giảm thuế này, đúng không? Phí này, lệ phí này, điện này, nước này, có giảm giá đấy. Rồi chúng ta phải đầu tư phát triển hạ tầng. Cái hạ tầng của chúng ta đang còn rất lạc hậu so với sự phát triển. Cũng tại hội nghị đối thoại, nhiều nông dân đã đặt ra cho người đứng đầu chính phủ câu hỏi về các giải pháp để bình ổn giá vật tư đầu vào để tiếp sức hỗ trợ nông dân. Giải pháp để chỉ đạo các ngân hàng có chính sách khoanh nợ, giãn nợ và tăng hạn mức vay để nông dân kịp thời phục hồi sản xuất, ngăn chặn và đẩy lùi nạn tín dụng đen ở nông thôn. Giải pháp để hỗ trợ hoạt động thông quan xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Chính sách đột phá gì về đào tạo nghề cho nông dân để hình thành một thế hệ nông dân làm nông nghiệp một cách chuyên nghiệp. Vấn đề nhận thức và nâng cao thương hiệu cho sản phẩm cạnh tranh trên trường quốc tế. Chúng ta cùng nhau để mà nâng cao cái nhận thức về cái thương hiệu. Cái thương hiệu quan trọng lắm. Một cái thương hiệu có giá trị chúng ta cứ hình dung cũng cái áo đấy, nhưng mà ta gắn cái mác may 10 vào thì giá cả khác. Mà cũng cái áo chúng ta may thôi, nguyên liệu như nhau, nhưng mà gắn cái mác Adidas vào nó gấp 10 lần.
cái giá trị của thương hiệu là rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta nhận thức về thương hiệu, xây dựng thương hiệu thì nó còn ở mức độ. Vì vậy cho nên là thứ nhất tôi đề nghị là cái giải pháp là chúng ta cùng nhau để nhận thức rõ cái sự quan tầm quan trọng của thương hiệu. Rồi muốn có thương hiệu thì chúng ta phải tổ chức sản xuất như thế nào cho nó đúng. Cái thứ hai là phải dày công. Rồi cái thứ ba là chúng ta có thương hiệu rồi nhưng mà lại cái sản phẩm nó phải đáp ứng được cả về chất lượng, cả về số lượng. Chứ không thì có thương hiệu rồi nhưng mà cái sản phẩm nó ít quá thì cũng không thể phát triển được thương hiệu. Phát biểu kết luận sau đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị trong và sau hội nghị để tiếp tục nghiên cứu, xem xét. Trên cơ sở đó tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân để đời sống của nông dân ngày càng ấm no, sung túc hơn và có vị thế xứng đáng. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Quốc hội sẽ nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo của Đoàn Giám sát Quốc hội liên quan đến thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Cũng trong hôm nay, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận trước đó tại kỳ họp này là vấn đề giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm tiếp tục trì trệ, trong khi đây lại là động lực quan trọng cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Nguyên nhân chính được chỉ ra là việc chưa phân bổ vốn kịp thời từ hai chương trình quan trọng là chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận tại tổ, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Quốc hội đã quyết nghị về mức bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 là 100.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội nhận định, sau gần 1 năm rưỡi, nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia chưa được phân bổ cụ thể đến các bộ ngành địa phương đã gây lãng phí nguồn lực. Các chương trình này nó đặt ra một giai đoạn là 2021-2025. Và có chương trình thì từ 2021 đến 2030. Nhưng không khéo lệ thăm hai này mà nếu không quyết liệt nữa thì không biết nó đã được triển khai chưa. Như vậy tôi đề nghị chính phủ làm gì thì làm, những mục tiêu số 1 trọng tâm của tới đây là phải giải ngân cho được các cái nguồn vốn này. Chứ nếu không là nguồn vốn là không đi vào thực tiễn làm sao phục hồi kinh tế được. Trong đó cái chương trình phục hồi kinh tế của chúng ta chỉ có đặt 2 năm trọng tâm, 2 năm 2022-2023 thôi. Các đại biểu Quốc hội đề nghị chính phủ cần quan tâm sớm triển khai thực hiện tốt gói hỗ trợ để thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch. Bởi mặc dù nghị quyết 43 năm 2022 về chính sách tài khoá tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã được Quốc hội ban hành rất kịp thời. Tuy nhiên đến thời điểm này, việc thực hiện vẫn có độ trễ lớn, nguồn vốn vẫn chưa được phân bổ. Vừa rồi Quốc hội là dự kiến trình ra 38.000 tỷ mà chưa có giao cho năm 2022, cộng với lại cái nghị quyết 42-43 của Quốc hội thì đến giờ này vẫn chưa có phân khai được. Một số ngành là đến giờ này cũng chưa phân khai được cái vốn siêu cơ bản. Thì yêu cầu chính phủ là phải tạm ngưng, phải tập trung hết để phân khai cái vốn này. Trong khi đó là nguồn lực nằm ở đó đang chờ và các cái dự án đầu tư cũng rất là chậm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, mặc dù đã có nguồn lực nhưng rất cần giải pháp mới cho những vấn đề đã cũ. Vấn đề mà Quốc hội, Chính phủ quan tâm hiện nay là việc chi ngân sách rất khó khăn, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế thấp. Giải ngân thì bây giờ là vấn đề là chuẩn bị đầu tư. Muốn có phân bổ được thì phải chuẩn bị đầu tư xong. Mà không phân bổ được thì làm gì có tiền mà giải ngân. Đấy, cho nên là cái hiện nay là cái năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế và cái chi tiêu ngân sách nhà nước. Đây công chí đọc cái quyết toán của 2020 ấy. Và tình trạng mấy năm nay như thế cả. Ai một năm mà chuyển nguồn đến hơn 600-700 nghìn tỷ. Không tiêu được, tức là có của cái năm đó rồi mà phải chuyển sang năm sau. Rồi năm sau lại chuyển sang năm sau nữa. Chứ không phải là không có tiền. Thì cái này là cái hiện nay chính phủ cũng băn khoăn mà Quốc hội cũng băn khoăn. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thông tin,
chậm giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có việc chậm giải ngân và phân bổ vốn 13 chương trình mục tiêu quốc gia đã được chính phủ nhận diện và xác định sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được giải quyết trong những tháng cuối năm 2022. Từ đầu năm đến giờ thì chính phủ cũng đã có rất nhiều văn bản, nghị quyết, hội nghị và hiện nay thì đang thành lập 6 đoàn công tác của các phó thủ tướng và hai bộ trưởng, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính để đi đôn đốc các địa phương, bộ ngành để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để mà thúc đẩy cái giải ngân vốn đầu tư công. Trên tinh thần là cố gắng cao nhất cải thiện các gói chương trình phục hồi cũng như là chương trình mục tiêu quốc gia cũng như là các cái dự án đầu tư công trong cái kế hoạch. Các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị việc phân bổ vốn, đặc biệt là vốn để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia phải tuân thủ điều kiện, thứ tự, ưu tiên theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo có trọng tâm trọng điểm, không phân tán, dàn trải. Tin trong tỉnh Đồng Nai, chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và chào hè năm 2022. Hôm qua, Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khai mạc hè và Ngày hội phòng chống đuối nước cho trẻ em năm 2022. Buổi lễ thu hút đông đảo phụ huynh, các em sinh hoạt tại các câu lạc bộ đội nhóm, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh tham dự. Sau 2 năm dịch Covid-19 bùng phát khiến các hoạt động hè nói riêng và hoạt động Nhà Thiếu nhi tỉnh nói chung bị đình trệ. Năm nay, lễ khai mạc hè diễn ra hết sức sôi nổi với chủ đề Hè vui khỏe, thích ứng, an toàn. Bắt đầu từ tháng 6 đến cuối tháng 8 năm 2022, một chuỗi các hoạt động phong phú, bổ ích cho các em sẽ diễn ra tại Nhà Thiếu nhi, như chương trình rèn luyện kỹ năng sống dành cho lứa tuổi tiểu học, các lớp năng khiếu tổ chức thường xuyên, các hội thi vẽ tranh. Cùng với đó là rất nhiều hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống, các hoạt động rèn luyện thú vị khác được tổ chức. Điểm mới và xuyên suốt trong chương trình hoạt động hè năm nay, Nhà Thiếu nhi sẽ tập trung vào các hoạt động tuyên truyền và trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ. Tuyên truyền cho các em cũng như là bảo vệ cho các em thiếu nhi trong mùa hè này thì Nhà Thiếu nhi cũng chú trọng các hoạt động như là tuyên truyền về phòng chống đuối nước, mở các lớp bơi lội, tổ chức giải bơi lội nhằm tuyên truyền rộng rãi đến quý phụ huynh và các em cái ý thức bảo vệ bản thân mình. Ngoài ra thì cũng có các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Đặc biệt là mùa hè năm nay thì Nhà Thiếu nhi sẽ thích ứng, tổ chức các hoạt động thích ứng với dịch Covid và mong muốn rằng khi các em đến tham gia Nhà Thiếu nhi hoặc các hoạt động của Nhà Thiếu nhi thì các em sẽ được rất là vui khỏe và an toàn. Trong khuôn khổ chương trình hôm qua, sân chơi thu hút nhiều trẻ, có thể kể đến như vẽ tranh, tô màu, viết chữ đẹp, sân chơi xoay Rubik, giải cờ thế môn cờ vua. Sau khoảng thời gian phải hạn chế hoạt động vì dịch bệnh, ngày hội thật sự đã mang đến niềm vui, sự hứng khởi cho trẻ và cả những bậc phụ huynh. Hôm nay con tới đây con tham gia trò chơi tô màu và trò chơi ném phao. Con thích trò chơi ném phao nhất. Thì con cũng có thể là luyện tập được những kỹ năng sống khi bơi. Sau khi con tham gia những trò chơi này xong thì con vẫn muốn chơi tiếp ở đây nữa. 2 năm vừa qua là ở nhà là các bé cũng hơi thụ động á, cho nên là sau cái mùa dịch này rồi thì mong là Nhà Thiếu nhi mình có những cái chương trình gọi là những cái hoạt động nó nhiều hơn và bổ ích hơn, phù hợp với lại lứa tuổi cũng như là những cái nhu cầu mà phụ huynh và các bé đang rất là cần. Dịp này, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã tặng 100 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa, với mong muốn góp phần thể hiện trách nhiệm của đơn vị trong công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Hôm qua, tại trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, xã Sông Trầu, huyện đoàn Trảng Bom đã tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật Xanh nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và chương trình Vì một Việt Nam Xanh. Dịp này, tỉnh đoàn Đồng Nai đã trao tặng cho huyện Trảng Bom 2.000 cây bằng lăng và một số thùng đựng rác, túi giấy để thực hiện mô hình chợ nông thôn hạn chế rác thải nhựa. Sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên các trường trung học phổ thông và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Trảng Bom cùng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và trồng cây xanh quanh khu vực ấp 6, xã Xuân Trầu, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn, xử lý rác sinh hoạt, hạn chế sử dụng túi ni lông, khuyến khích sử dụng các sản phẩm tái chế. Tại thành phố Long Khánh, trường trung học phổ thông Hoàng Diệu vừa tổ chức lễ tổng kết năm học 2021-2022 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2021-2022,
diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của thầy và trò, cùng với việc đổi mới các phương pháp dạy và học phù hợp, trường Trung học Phổ thông Hoàng Diệu cũng đạt được những kết quả tích cực. Năm học 2021-2022, toàn trường có 30 lớp với 1.200 học sinh, trong đó có 259 đạt danh hiệu học sinh giỏi, tỷ lệ gần 21%. Với kết quả học tập rèn luyện tốt và tích cực tham gia các hoạt động phong trào, nhiều học sinh lớp 12 được học lớp cảm tình đảng. Hiện tại, chi bộ trường có 14 hồ sơ đang xét kết nạp đảng, trong đó có 11 hồ sơ là học sinh. Tại buổi lễ, giáo viên và các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh tặng giấy khen. Ngoài ra, có 10 em học sinh được Hội khuyến học thành phố trao học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Dịp này, lãnh đạo thành phố Long Khánh cũng đã trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho trường Trung học Phổ thông Hoàng Diệu. Hội khuyến học xã Thanh Sơn, huyện Định Quán vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ và hội viên Hội khuyến học xã đã nỗ lực phấn đấu thực hiện có kết quả những nhiệm vụ mà đại hội lần thứ 4 đề ra. Các chỉ tiêu về xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên, xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hội khuyến học xã hiện có 20 tổ chức hội trực thuộc với trên 5.000 hội viên. Kết quả triển khai các mô hình học tập đến cuối nhiệm kỳ có trên 3.600 hộ đạt danh hiệu gia đình học tập, đạt trên 58% so với tổng số hộ trên địa bàn. 2/2 ban khuyến học hội đồng hương Thanh Hóa, Hà Bắc được công nhận dòng họ học tập. 8/8 ấp đạt danh hiệu cộng đồng học tập. Bên cạnh đó, hội phát động phong trào nuôi heo đất với 353 con heo được nuôi, thu được trên 270 triệu đồng. Hội trao tặng trên 3.700 suất học bổng và tiếp sức sinh viên với tổng trị giá gần 2 tỷ 900 triệu đồng và hàng trăm xe đạp cho các em học sinh. Hội đồng Nhân dân xã Long Đức, huyện Long Thành vừa tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp lần này đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Đức khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã bầu đồng chí Trần Ngọc Khải, Bí thư Đảng ủy xã Long Đức, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân xã Long Đức cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân xã khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với đồng chí Lê Hoàng Minh, đại biểu Hội đồng Nhân dân đơn vị số 6 do chuyển công tác. Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai vừa vận động phối hợp cùng với các mạnh thường quân tổ chức thăm tặng quà cho cơ sở bảo trợ xã hội Cô Nhi Thiên Bình ở phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Cụ thể, đoàn đã nấu và trao tặng 200 suất ăn từ thiện, tặng 200 phần quà cho trẻ em và người già neo đơn, các tóc nghệ thuật miễn phí và tặng 100 cuốn sách truyện tranh về các danh nhân vĩ nhân với tổng kinh phí gần 38 triệu đồng. Cơ sở bảo trợ xã hội Cô Nhi Thiên Bình đang chăm sóc nuôi dưỡng trên 170 trẻ cô nhi và 25 người già neo đơn. Theo Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai, chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Nhân Đạo, Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6 và Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam 6 tháng 6. Thông qua chương trình nhằm phát huy truyền thống nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời phát huy trách nhiệm với xã hội và thắt chặt thêm mối quan hệ gắn kết cộng đồng. Hôm qua, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022. Báo cáo cho thấy Trung đoàn Cảnh sát Cơ động được Bộ giao tiếp nhận và huấn luyện hơn 1.420 chiến sĩ mới đến từ 6 tỉnh thành: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu và một số chiến sĩ mới của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Sau 3 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ mới hoàn thành các nội dung khoa mục huấn luyện theo yêu cầu, trong đó có trên 70% đạt kết quả khá giỏi. Các chế độ chính sách cho quá trình huấn luyện chiến sĩ mới được đảm bảo đúng quy định, đồng thời công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện hiệu quả. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đánh giá cao kết quả huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ. Thiếu tướng đề nghị Trung đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện mọi mặt, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Trên lĩnh vực an ninh trật tự, thưa quý khán giả, những năm gần đây tại các phường giáp ranh của thành phố Biên Hòa với Bình Dương, tình hình an ninh trật tự mặc dù được giữ vững ổn định, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng.
Trong đó, nhiều đối tượng ở địa phương khác đến địa bàn các phường giáp ranh gây án, khiến công tác điều tra phá án gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, giáp ranh với phường Bình Thăng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Những năm qua, nhờ làm tốt công tác nghiệp vụ, nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường cơ bản ổn định và được giữ vững, không phát hiện điểm nóng phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Hơn 10 năm kinh doanh dịch vụ cầm đồ, ông Lý Thanh Tâm, ngụ phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, không ít lần đã bị các đối tượng xấu lợi dụng để cầm cố những tài sản vi phạm. Nhờ được công an phường thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền các phương thức thủ đoạn của tội phạm, những năm gần đây, ông đã không còn bị lừa, công việc thuận lợi hơn. Ở tiệm cầm đồ ở đây là tôi rất là ngăn ngừa, cũng rất là kỹ. Phạm tội bên công an phường, người ta cũng có, bên công an phường có báo hết. Mấy người phạm tội ra sao cũng có chỉ dẫn, tôi hướng dẫn với tôi là cầm phải chính chủ, xe phải đúng, có chứng minh nhân dân, có cặp quẹt xe chính chủ rồi tôi mới cầm, chứ không bao giờ tôi làm sai quy định của nhà nước. Trong thời gian qua thì nói chung là tình hình tương đối ổn định. Về cái địa bàn phường là giáp ranh với phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương thì chủ yếu là cái sông rạch nên nó không phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Phường Tân Vạn thì phường dân địa phương không có biến động về tình hình về trật tự. Theo thống kê của công an phường Tân Vạn, 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn phường không xảy ra phạm pháp hình sự, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Tệ nạn ma túy xảy ra 1 vụ, bắt 1 đối tượng, thu giữ 44 tép heroin, xử lý 11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý 1 điểm game bắn cá với 4 đối tượng tham gia. Bên cạnh đó, công an phường Tân Vạn cũng phối hợp với công an thành phố Biên Hòa bắt 4 đối tượng trộm cắp tài sản. Trong khi đó, tại phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, 6 tháng đầu năm 2022, số vụ phạm pháp hình sự, phạm pháp về ma túy và tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm đã giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, tệ nạn xã hội vẫn còn hoạt động trá hình tại các cơ sở massage, cà phê đèn mờ. Phát huy những kết quả đạt được, công an các phường có địa bàn giáp ranh của thành phố Biên Hòa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo và giữ vững an ninh trật tự những tháng cuối năm. Công an phường cũng tiếp tục làm công tác nắm tình hình, phối hợp với ủy ban và các ban ngành đoàn thể kiểm tra, kiên quyết xử lý các cái hoạt động kinh doanh có cái biểu hiện hoạt động tệ nạn xã hội, tăng cường phối hợp với tổ liên ngành 84 kiểm tra các cái cơ sở kinh doanh cà phê, cắt tóc, karaoke, massage mà có cái biểu hiện hoạt động tệ nạn xã hội. Tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tập trung ở địa bàn khu dân cư, nhất là địa bàn phức tạp, để mà tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm. Hai nữa là tập trung gọi hỏi răn đe số đối tượng, nhất là số đối tượng cờ bạc, ma túy, nếu đủ điều kiện thì áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc. Về thứ ba nữa là cũng tăng cường các công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm và địa bàn giáp ranh. Ngoài các biện pháp nghiệp vụ và việc thường xuyên trao đổi thông tin với công an địa bàn giáp ranh để nắm số đối tượng cũng như phương thức thủ đoạn để kịp thời đấu tranh, triệt xóa của lực lượng chức năng, công an địa bàn giáp ranh đề nghị người dân nâng cao ý thức tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt là khi phát hiện đối tượng từ địa bàn khác đến có biểu hiện nghi vấn, hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất xử lý. Chuyển sang các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý khác. Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố hôm qua, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP tháng 5 năm 2022 ước tính tăng 4% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến chế tạo tăng 12%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,5%, ngành khai khoáng tăng 4,2%, sản xuất và phân phối điện tăng 2,4%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, chỉ số IIP ước tính tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm 2021 tăng 10%. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu tôm Việt Nam tháng 4 năm 2022 đạt hơn 442 triệu đô la Mỹ, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 45% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tôm 4 tháng đầu năm nay đạt kỷ lục so với cùng kỳ các năm trước đó. Xuất khẩu tôm vẫn giữ ổn định tăng trưởng trong 4 tháng đầu năm nay nhờ nhu cầu thị trường cao và giá xuất khẩu tốt. Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc là năm thị trường nhập tôm lớn nhất của Việt Nam, cũng ghi nhận tăng trưởng từ 15 đến 91% trong giai đoạn này. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an vừa có văn bản trả lời Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang về việc giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để thu mua vải thiều. Theo đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đồng ý cho 223 thương nhân đều mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để thu mua vải thiều tại Bắc Giang. Toàn bộ số thương nhân này sẽ được nhận thị thực tại cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn. Trước đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cũng đã đồng ý cho 103 thương nhân quốc tịch Trung Quốc được cấp thị thực nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị để thu mua vải thiều tại Bắc Giang. Tính đến thời điểm này đã có 326 thương nhân Trung Quốc được phép nhập cảnh vào Việt Nam và đến huyện Lục Ngạn, Bắc Giang thu mua vải thiều. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn Longwell thuộc tập đoàn Dinsus, khu công nghiệp Dầu Dây, huyện Thống Nhất với gần 4.000 công nhân đã có nhiều hoạt động thể hiện tinh thần sẻ chia, quan tâm, đồng hành cùng người lao động. Vừa qua, Ban chấp hành công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Longwell đã tổ chức hội thao cho đoàn viên công đoàn, người lao động nhân dịp tháng công nhân năm 2022, thăm tặng quà cho thiếu nhi tại các trường trên địa bàn thị trấn Dầu Dây nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Được sự cho phép của ban giám đốc công ty và công đoàn cơ sở đã tạo sân chơi bổ ích trong hội thao ngày hôm nay cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Tôi rất vui khi được tham gia hội thao này sau những lời làm việc mệt mỏi. Trong thời gian tới, kính mong ban giám đốc công ty, công đoàn tạo sân chơi nhiều hơn nữa cho đoàn viên và người lao động. Trong thời gian qua, ban chấp hành công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Longwell quan tâm đến công nhân, người lao động, hỗ trợ những phần quà ý nghĩa cho công nhân lao động nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các suất quà gồm tiền mặt, gạo, sữa, bánh với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng đã tạo thêm động lực cho người lao động làm việc tốt, hiệu quả. Nhân dịp tháng công nhân năm 2022 thì ban chấp hành công đoàn cơ sở đã phối hợp với ban giám đốc công ty để tổ chức hội thao cho toàn thể cán bộ công nhân viên vui chơi sau những giờ làm việc hăng say mệt mỏi. Song song đó, đến tháng 6 này thì nhân dịp là tháng hành động vì trẻ em và đặc biệt là ngày 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi sắp tới thì ban chấp hành công đoàn cũng phối hợp ban giám đốc công ty và thị trấn Dầu Dây có tổ chức chương trình là tặng quà cho những trẻ em đang học tại các trường mầm non tại địa bàn thị trấn Dầu Dây nhằm mục đích là tạo cái niềm vui và chúc cho các cháu là chăm ngoan học giỏi và sau này sẽ là những mầm non tương lai của đất nước. Thị trấn cũng đã một cái nhịp cầu phối hợp cùng với lại là công ty Longwell, ban chấp hành công đoàn của công ty Longwell đã cùng với công ty đi đến các trường trên địa bàn như các trường mầm non của Dầu Dây, Hướng Dương, Tuổi Ngọc để phối hợp cùng với công đoàn của công ty Longwell trao cho các em mỗi em một cái phần quà nho nhỏ cũng thể hiện cái tinh thần cũng như là thể hiện cái tháng hành động vì trẻ em. Theo công ty Longwell, việc quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa rất lớn đối với sự ổn định và phát triển của đơn vị. Để công nhân yên tâm lao động sản xuất, tiếp tục sẽ là một trong những giải pháp trọng tâm mà công ty đặt ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới. Như thường lệ, trước khi kết thúc chương trình Đồng Nai Ngày Mới sáng thứ hai, mời quý khán giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện đáng chú ý dự kiến sẽ diễn ra trong tuần, từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 năm 2022. Thứ hai ngày 30 tháng 5 năm 2022, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dự hội thảo khoa học tăng cường kỷ luật kỷ cương, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị. Thứ ba ngày 31 tháng 5 năm 2022, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dự meeting Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá. Thứ tư ngày 1 tháng 6 năm 2022, giao lưu Ban Kinh tế Xã hội tỉnh Đồng Nai tháng 6 năm 2022. Thứ năm ngày 2 tháng 6 năm 2022, hội nghị cập nhật kiến thức cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh Đồng Nai, đội ngũ cán bộ chủ chốt năm 2022. Thứ sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022, khai mạc hè năm 2022, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai làm việc với huyện Nhân Trạch để nghe báo cáo về đề xuất xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư
các dự án đầu tư công tại Nhân Trạch. Chương trình Đồng Nai ngày mới xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.